là 31 triệu 445 nghìn. Đấy, 31 triệu 445 nghìn là số tiền đến thời điểm hiện tại. Chú cháu Chú chào chào ông ông bà, bà, chú chú cháu cháu chào chào các các bác, bác, chú chú cháu cháu chào chào các các cô. cô. Ngoan quá nhỉ. Đấy. Mì sao lại có tóc bạc rồi? Để phải tóc bạc không? Tóc bạc thì sao ấy, đúng không? Đấy, tóc bạc đấy. Tóc bạc đấy này. Mì tí tuổi là có hôm nay năm nay có năm nay Mì là 12 tuổi à? Bao nhiêu? 12 phải không? 12 tuổi phải không? 11 à? 11 tuổi nhưng mà lại có tóc bạc rồi, không biết là có những sợi tóc bạc rồi này. Phải nói là sau một tuần quay trở lại nhà của ba cháu nhỏ Xính Mị Minh, các cháu cũng rất là ngoan, và phải nói là những cái câu chào của các bác là còn rất là nhớ đấy. Xin chào quý cô ba anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Hiện tại thì Minh Hiếu đang có mặt ở nhà ba cháu nhỏ mồ côi Xính Mị Minh. Ngày hôm nay thì rất là nhiều tin vui, không phải là một đâu. Rất là nhiều tin vui đến với nhà em cớ. Thì trong cái thời gian vừa rồi, trong tuần vừa qua ấy, sau ngày tân gia của nhà ba cháu nhỏ nhà Xính ấy, thì Minh Hiếu liên tiếp nhận được những cái tin vui của nhà em cớ. Đấy thì ngày hôm nay thì Minh Hiếu cùng với Xính Mị Minh sẽ đem những cái tin vui đó đến với nhà em cớ. Thì trong cái tuần này thì Minh Hiếu cũng sẽ cố gắng là vào nhà các cháu. Hiện tại thì những cái công việc cũng đã xong rồi, ống nước thoát nước rồi là các thứ thì cũng đã xong rồi. Thì còn một cái việc quan trọng nữa đó là gặp cô Phương để thanh toán những cái khoản tiền học thêm của Xính với Mị. Thì trong tuần này thì Minh Hiếu cũng sẽ cố gắng là cùng Xính Mị thu xếp thời gian để gặp cô Phương thanh toán những cái khoản tiền. Hiện tại thì cũng đã cuối tháng 7 rồi, đầu tháng 8 rồi. Có lẽ là trong khoảng độ 2 tuần nữa thì các cháu nếu thuận lợi thì sẽ bắt đầu là trở lại trường để học. Đấy. Thì còn rất là nhiều việc, cũng phải nói là làm hồ sơ cho các cháu rồi các thứ nữa, thì còn rất là nhiều thứ. Đấy. Ngày hôm nay thì Minh Hiếu vào nhà em cớ, thì ngoài những cái số tiền trước Minh Hiếu đã công khai ấy, số tiền của cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Vĩnh Phúc gửi cho Minh Hiếu 700 ấy, trong đó có 200 là của bạn của cô. Nghĩa là có hai cô đấy, ở Vĩnh Phúc, một cô là cũng thường xuyên theo dõi của kênh của Minh Hiếu, còn một cô cũng theo dõi và là bạn của cô Mạnh Thường Quân giấu tên kia. Đấy thì có gửi cho Minh Hiếu là 200.000 đồng tiền xăng. Đấy thì ngoài ra là hôm nay là cũng nhận được rất là nhiều tin vui đến với nhà em cớ. Minh Hiếu trong cái khoản đấy thì Minh Hiếu có trích mua cho em cớ một bao gạo 20 cân và thịt. Đấy, còn những cái đồ khô thì đợt nọ là cô chú Thuận Bích cũng đem từ Thái Nguyên lên, chắc là em cớ cũng dùng dần là vẫn còn. Đấy. Thì còn bây giờ thì cùng chú xuống nhà chú cớ nhá. Chú cớ ở nhà không? Chú cớ thu ngô xong chưa? Thu xong rồi, có được nhiều không? Đấy thì năm nay ăn cái gì? Đấy, cậu Xính hôm nay mặc cái quả áo ấy đẹp chưa? Cổ hình chữ V này, nhìn rất là đẹp này. Đấy, đẹp trai chưa? Cũng lớn rồi đấy nhỉ. Mì thì mặc như này xong là mặc quần vào bên trong nữa là thế nào? Mặc váy là đẹp lắm rồi còn gì nữa. Đấy. Đấy, còn bây giờ thì xuống nhà chủ cớ nhá. Đi thôi. Này, Xính hộ chú xách cái này đi. Những cái đồ này là Minh Hiếu mua ở ngoài kia vào hết.
bởi vì ở trong này thì nó cũng rất là khó. Như gạo thì mua tầm một bệ cũng đi vài chục cây số mới đến đây được. Đấy, như cô chú Thuận Bích được trực tiếp lên đến nhà của ba cháu nhỏ mồ côi, thì chú Thuận Bích thì cũng có một cái lời tâm sự như thế này. Chú bảo là có lẽ là lần này, cái chuyến này là chuyến đi xe máy dài nhất của chú. Chú từ bé giờ chú chưa đi ngồi xe máy đi nhiều cây số như thế này. Đấy, thì ví dụ như loanh quanh luẩn quẩn ở nhà đi làm hay là đi ở đâu chẳng hạn thì cũng chỉ rơi vào khoảng độ chục cây số thôi. Còn chuyến này chú lên là chú thích trải nghiệm, cũng đi ô tô lên nhưng mà đã thích ngồi xe máy trải nghiệm cùng Minh Hiếu. Đi từ nhà Minh Hiếu vào đến nhà của ba cháu này luôn, xính Mỹ Minh luôn. Chú Cớ ở nhà không? À, ô, xin chào. Đang làm gì em? Đang làm gì đấy? À, chào anh chưa nhỉ? Chào anh chưa? Nào, hôm nay bắt đầu nhá. Nào, chào, xin chào các cô các bác. Xin chào các cô các bác. Ừ, đấy, lần sau cứ thế nhá. Cái cây ngô này lấy cất để đun à? Phải không? Phải nữa. À, đấy, hiện tại thì ở đây thì bà con là thu ngô hết rồi. Nhà em là thu hết chưa? Thu hết rồi. Ừ, có được ngô nhiều không? Ngô về anh. À, Sư à? À, chưa thu hết à Sư? Có thuê anh không? Có thuê anh đi thu hộ không? Hả? À, một ngày ít bùa thôi. Hả? À, rồi đi vào đi. Nào, đi vào nhà đi. Ok. Ừ. À, hôm nay thì vợ đi đâu? Giúp anh Hờ thu ngô á? À. Đấy, phải nói là ở đây bà con đã thu ngô rồi, con nhà là xong rồi. Như nhà em Cớ là đã thu xong rồi. Đấy. Mình Hiếu còn nhớ là cái ngày đầu tiên vào nhất là bà con ở đây bắt đầu mới trồng ngô. Đấy, cũng thời gian trôi rất là nhanh. Ròng rã là 4 tháng rồi. 4 tháng kể từ cái ngày đầu tiên nhất vào đây là mình Hiếu nhớ là ngày khoảng độ trong tuần tháng 3 gì đó. Đấy, vào đây. Lúc đấy là bà con một số nhà là đã trồng, đã mọc rồi. Một số nhà thì đang trồng đó, nên là hôm nay vào đây thì bà con đã thu xong ngô rồi. Nhà em có được nhiều ngô không? Để trên gác nhà xính à? Được nhiều ngô không? Nhiều hay ít? Được nhiều à? Đấy thì chia cho xính rồi đúng không? Có chia cho xính không? Có mà. Chia như thế nào? Chia một phần cho xính. Chia một phần là chia đôi à? Chia đôi hay là chia như nào? Chia một phần nào? Chia một phần à đây? Chia một phần. À, anh cài cho mic vào cho em tí. Nói cho nó to nhá, nó to vào nhá. Còn bé quá thì không nghe thấy. Một phần cho em, một phần cho xính mà. Ừ. Thế là view được hai bao là mỗi người một bao à hay là kiểu gì? Hả? Ồ. Thì như thế cũng được đúng không? Hả? Em là làm nương ngô của xính nữa mà đúng không? Hả? Xính nó cũng chưa làm được, cũng bé, chưa làm được. À, thì như chia như thế là gọi là cũng tình cảm lắm rồi. Là em Cớ cũng rất là yêu ái xính rồi. Đấy. Chia 50-50 như này là
Cũng được rồi, nhưng mà năm nay là có lẽ là ngô không được tốt lắm, dự báo là như vậy. Tất nhiên là nhìn cái cây ngô là biết rồi, có thể đánh giá một cách chủ quan là như vậy. Có những cây là khu khu nhà xính kia là còn không có bắp luôn, chỉ có mỗi cây không thôi đấy. Thế bây giờ thu ngô xong là không làm gì à? Ở không à? Không làm á. Bây giờ thế là không trồng vụ nữa à? Trồng á, trồng trồng một tí à. Trồng một tí à? Trồng chưa? Chưa. Thế nhà em là có máy cày không hay là cày bằng cái gì? Hả? Cày bằng trâu à, bằng bò à? Cày nướng hay nướng lấy gì cày? Lấy bò á. Lấy bò cày à? Hả? Thế là lấy bò cày đúng không? Hả? Thế nếu mà trồng được một vụ nữa là vụ này là cũng tốt mà. Vụ này tốt hơn vụ kia đấy, vụ này mát hơn, trồng dễ mọc hơn. Trồng vụ này cũng được, cố gắng trồng tí để có cái để lương thực để ăn. Không có thì thực ra là cũng rất là khó luôn. Nếu mà để đất trống vứt không ấy thì rất là tiếc. Nhà anh cũng trồng mà. Nhà anh cũng nói chung là trồng hai vụ, trồng hai vụ một vụ như em này này, còn một vụ là bây giờ bắt đầu chuẩn bị trồng, cũng trồng ngô nhưng mà anh trồng ở bên dưới tán cây thôi, nhà anh là trồng cây ăn quả hết rồi, đường trồng cây ăn quả hết, tới này xính cũng thế đúng không, có thích trồng cây ăn quả không, mai chú xem có cây lê hay cây gì, làm sao đây, nhù làm sao, sao lại không? Đây về đây bố bé à, em bé nó đấy em. Nó xí. Cậu này con bé quá. Không thích à? Con thì đi thì đi chơi. Thế cho kệ đi chơi đi. Cậu này làm gì đây? Úi giời. Pong ơi, đây pong này. Nó xí. Này mất rồi chị. Điện nó sao thế? Tại bóng à? Xính. Tại bóng rồi không? Cái gì kia? Nằm đây đúng. Nằm đây đúng. Nè, đây nè. Mình thử. Đây nè. Cơ mà. Nó. Cho vào bát em ơi. Cho vào bát cho nó. Xúc vào bát cho nó. Xúc vào bát cho nó. Không được cho nó ăn cả nồi này đâu nhá. Cho vào bát cho nó nhá. Cho nó quen đi. Cháo à? Cháo hay là cơm? Cơm. Đấy, em có em mâm đặt lên mâm ấy. Em đặt lên như thế, xính đi lên mâm cho em ngồi. Đây cái mâm này này. Đấy, đặt cái ô kia lên. Ăn uống mà lịch sự tí, có mâm này để dưới đất làm gì. Đấy, lấy cái ghế cho nó ngồi. Dậu. Ok, đấy. đói cơm quá đúng không? Phải đói cơm quá không? Xem cái bóng điện này bị hỏng à? Nháy thật. Nháy máy nó có nháy không? Nháy đấy. Có máy nó nháy à? Nháy đấy. Kệ. Sao? Rồi, ngày hôm nay thì anh lại mua cho em một bao gạo nhá. Gạo còn đâu à? Còn gần hết rồi đúng không? Cái bao kia hôm nay anh mua vào đúng không? Không bao. Hôm nay lại mua thêm một bao gạo nữa nhá. Ai ra? Không thích ngồi mâm à? Đi chơi kệ nó đi. Đấy, lại nó đang nói giờ là mua cho em một bao gạo.
là 250.000 và 200.000 tiền thịt nữa. Ngày hôm nay thì chi 450.000 đồng. Đấy thì có lẽ là ở trong nhà nó hơi tối một chút. Thì mình Hiếu xin phép là các cô các bác là ra ngoài để cho ánh sáng đảm bảo hơn. Đấy, ở trong nhà thì nó hơi tối, cái bóng điện nó bị nháy, không có là thoải mái thôi. Đấy, còn cái gạo này em cất đi nhé. Cái thịt thì em biết rồi đúng không? Biết nấu rồi đúng không? Gài bùa ấy. Rồi, cất đi, cất gạo đi. Xong rồi ra ngoài anh sẽ thông tin về cái tiền mà em nhận được. Cất trên cao đi nhé. Đấy. Bạn ấy anh nói ấy, thực ra là mình Hiếu xin phép các bác là ở bên trong nhà là hơi tối một chút, nên là mình Hiếu ra ngoài này cho ánh sáng nó đảm bảo một hơn, và các bác xem video thì nó cũng sắc nét hơn, không ở trong nhà nó tối quá. Đấy. Bây giờ là cái ngôi nhà của em Thớ này là cũng rất là có khả năng là sẽ có được cái ngôi nhà mới. Đấy, hiện tại thì những cái khoản tiền các cô các bác gửi gắm trên kênh của mình Hiếu thì cũng đã được cũng tương đối rồi. Thì trong cái tuần vừa qua thì mình Hiếu tiếp tục nhận được cái số tiền của các cô các bác, cụ thể như thế này. Tiếp tục là số tiền của cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Vĩnh Phúc là 600.000 đồng ngày 23 tháng 7 năm 2023. Tiếp nữa là của chị Nguyễn Thị Bích Hạnh 500.000 đồng, và trong cái chuyến cô chú Thuận Bích vừa rồi lên trực tiếp lên nhà Xính Mỹ Minh ấy thì cũng có gửi cho Minh Hiếu là 3 triệu đồng. Đấy, 3 triệu đồng, trong đó là 1 triệu đồng là cô chú góp vào cái ngày tân gia nhà Xính Mỹ Minh. Còn 2 triệu đồng là số tiền cô chú là muốn gửi gắm để góp vào tiền xây nhà của em Cớ. Đấy là về cái phần của cô chú Thuận Bích ở Thái Nguyên hôm mà trực tiếp lên đây ấy. Tiếp theo là của cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Úc, số tiền 5 triệu đồng. Đấy, và tiếp nữa là của cô Lưu A Mùi ở Đồng Nai, đấy, số tiền là 12 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, trong số tiền 12 triệu 500 nghìn đồng này thì cô có dặn là như thế này, ủng hộ vào tiền quỹ xây nhà là 10 triệu đồng, mua bánh kẹo rồi là mua những cái đồ cần thiết cho nhà Xính Mỹ Minh là 500.000 đồng, mua thức ăn rồi là mua đồ, mua gạo ấy, như sáng nay mình Hiếu mua ấy, là cô dặn là trích ra 500.000 đồng để mua. Hôm nay mình Hiếu mua là hết 450.000. Đấy. Còn tiếp nữa là chi 500.000 đồng để mua bánh kẹo cho em Cớ 200.000 đồng, và 300.000 đồng là cho mẹ của em Cớ. Ngày hôm nay thì mẹ em hôm nay đi đâu? Mẹ hôm nay đi giấu nhà Thư Nhung hả? Đấy, hôm nay thì mẹ không ở nhà. Thì bởi vì mình Hiếu thời gian này cũng sẽ vào suốt, hôm nào gặp được mẹ em Cớ thì sẽ trao cái số đấy, và chưa mua được bánh kẹo nữa cho bé này, bởi vì là tuần trước thì cũng có thấy cô chú Bích Thuận là cũng có gửi cho hộp bánh rồi, thì tuần sau mình Hiếu đang để thưa mình Hiếu sẽ mua vào. Còn hỗ trợ kênh của cháu Tuấn là 500.000 đồng, và hỗ trợ kênh của Minh Hiếu là 500.000 đồng. Đấy thì số tiền của cháu Tuấn thì Minh Hiếu sẽ trao cho cháu Tuấn. Còn lại là 10 triệu đồng.
Đấy, cái số chi này là 12.500.000 đồng, còn lại là 10.000.000 đồng thì góp vào tiền xây nhà của em Cớ. Như vậy là đến thời điểm ngày hôm nay, cái số tiền ủng hộ xây nhà cho em Cớ của em Cớ xem nào, 33945. Là 31.445.000. Đấy, 31.445.000 là số tiền đến thời điểm hiện tại. Thì đợt nọ mình Hiếu cũng có nói là nếu mà số tiền còn thiếu khoảng độ chục triệu thì hay là hơn chục triệu thì mình Hiếu sẽ trích cái số tiền quỹ của mình Hiếu dành cho các hoàn cảnh khó khăn. Thì cái số tiền bây giờ mình cũng Hiếu cũng xin phép được thông qua một chút, bởi vì là mình Hiếu còn nhớ là có một lần là mình Hiếu cùng em Vân cũng thông qua cái khoản hỗ trợ của các cô các bác dành cho những cái hoàn cảnh khó khăn ấy, thì gồm có số tiền của cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ, cái số tiền mà cô gửi cho Minh Hiếu từ lúc mua téc rồi mua gạo hoàn cảnh cho hoàn cảnh khó khăn ở Súng Trắng ấy, rất là lâu rồi. Đấy, thì cũng chưa tiêu hết, bởi vì là cũng chưa có những cái hoàn cảnh để xứng đáng để Minh Hiếu chi những cái số tiền đó. Thì còn có 400.000 đồng, và tiếp theo là của cô Mạnh Thường Quân giấu tên cũng ở Mỹ, là cũng đã gắn bó với Minh Hiếu trong năm 2022 rất là nhiều, thì còn số tiền là 5.255.000. Đấy. Và tiếp nữa là những cái số tiền của chú Nguyễn Hữu Tình 500.000 đồng, chú Hành ở Thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000, ông bà Tiếu ở Vũng Tàu 1.000.000, Nguyễn Thị Lợi 500.000 đồng, Trần Văn Hà là 3.000.000 đồng, chị Trang Toại ở Mỹ là 5.000.000, cô Hợp ở Quảng Ninh là 2.000.000, bác Nguyễn Đức Anh là 500, rồi là nhóm của cô Lê Thị Cẩm Hồng, cái này là thông qua kênh của em Hiệp ấy, 5.000.000, rồi là Lê Thị Cẩm Hồng này, Phạm Thị Ngọc Dung ở Canada là 5.000.000 này. Đấy, rồi số tiền của cô Lê Thị Kiều Phương Loan là mỗi tháng là 500.000 đồng, 3 tháng là 1.500.000. Và những cái số chi ấy, thì Minh Hiếu cũng chi hiện tại số tiền này còn dư là 15.240.000 đồng. Đấy, tổng cả các cái số tiền mà của các cô ủng hộ giúp đỡ cái hoàn cảnh khó khăn thì hơn 20.000.000 một chút. Đấy, hơn 20.000.000. Đấy, thì Minh Hiếu đang tính là sẽ trích 50% số tiền này để xây nhà em Cớ nếu mà kinh phí còn thiếu. Còn nếu mà kinh phí đủ thì Minh Hiếu vẫn để cái số tiền này làm quỹ, gặp những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ thì Minh Hiếu sẽ chi cái số tiền này. Thực ra là số tiền Minh Hiếu cũng công khai rõ ràng chứ không phải là mang đi đâu cả. Đấy, số tiền quỹ là rõ ràng như thế. Những cái video trước ấy mà công khai tài chính thì có thể chụp tên của các cô các bác Mạnh Thường Quân hỗ trợ lên được, nhưng mà từ cái video nhà xính ấy thì Minh Hiếu cũng có chụp lên thì bị YouTube quét và xóa cái video đấy đi, nên là những cái cô bác mà gửi tiền cho Minh Hiếu thì mong rằng các cô các bác là xem video từ đầu đến cuối để không bỏ lỡ những cái thông tin cần thiết, ví dụ mình đang quan tâm chẳng hạn, ví dụ như thế thì nó sẽ rõ ràng hơn. Không có là ví dụ mình tua đi là đến cái đoạn mà Minh Hiếu nói một vấn đề đó liên quan đến cái vấn đề mà các bác đang quan tâm thì mình lại không được theo dõi, thì nó sẽ thông tin nó sẽ không được chính xác luôn. Đấy, bây giờ chụp lên không chụp được các bác ạ, nên là chụp lên những cái thông tin cá nhân thì YouTube hiện tại là có những cái chính sách mà người ta thắt chặt về cái thông tin cá nhân của người khác. Đấy, người ta cấm không được đưa cái thông tin cá nhân người khác lên mạng, nên là
cái công khai những cái như này là cũng rất là khó, khó cho anh em làm thiện nguyện, làm YouTube. Đấy, thì cái số tiền của các cô các bác gửi để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là số tiền sẽ là 15.240.000 cộng 2.500.000. Mình yêu cộng 15.240.000 cộng 5.255.000 cộng 400 20.895.000 đồng. Đấy là số tiền quỹ của Minh Hiếu đến thời điểm hiện tại còn để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn thì còn như thế. Đấy. Thì nếu mà hiện tại thì Minh Hiếu cũng chưa được trao đổi gặp gỡ cháu Tuấn, thì có lẽ là kênh của cháu Tuấn là sẽ nhận được sự trợ duyên của nhiều cô bác hơn, bởi vì là cháu Tuấn là cũng có thời gian hơn, nhiều hơn Minh Hiếu. Minh Hiếu thì cũng thời gian thì cũng hạn chế, tuy nhiên là Minh Hiếu cũng sẽ dành những cái thời gian cuối tuần đến với em Cớ, và hiện tại là cũng đang thu ngô hết rồi. Nếu mà cái tiền ở chỗ cháu Tuấn, như đợt nọ video cháu Tuấn công khai được 40 triệu, nhưng mà nếu mà có nhận được thêm thì hiện tại cũng được 70 triệu, trích ra thêm 10 triệu nữa là 80 triệu. Minh Hiếu sẽ có một cái video gặp cháu Tuấn và hai cậu cháu sẽ bàn cái phương án tính trước là sẽ mua gạch cho em Cớ, là vận chuyển, tranh thủ vận chuyển trước. Đấy, Cớ nhá. Đấy là có vẫn muốn thích làm nhà đúng không? Con thích làm nhà không? Thích mà. À, bởi vì cái nhà em là cũng, cái nhà của em Cớ là cũng đã sập sệ rồi, hỏng nhiều. Đấy, hỏng rất là nhiều luôn. Đấy, cái này nếu mà có được sự trợ duyên của các cô các bác thì mình hiểu sẽ cùng em Cớ cùng cháu Tuấn sẽ tính cái phương án làm nhà cho em Cớ. Thì nếu mà được ấy, bây giờ thu mua xong rồi đúng không? Ừ, thu xong rồi. Ừ. Nếu mà được thì hôm nào anh sẽ bàn với Tuấn là sẽ lấy gạch về cho em để vận chuyển trước nhá. Ừ. Được không? Được mà. Không thuê đâu nhá. Ừ. Không thuê, nhưng nhà xính là nó cũng có người làm. Ừ. Thì mới thuê người chở gạch thôi. Ừ. Còn em thì hai vợ chồng là có sức khỏe là tự túc nhá. Ừ. Là cái khoản vận chuyển ấy, thì nếu mà không phải thuê cái gì cả, bây giờ đang ngại nhất là cái bột đá ấy, bột đá với cát ấy. Đấy, thì em Cớ lại không có xe máy, dở một cái như thế, không có xe máy nên là bây giờ vận chuyển bộ thì cũng rất là khó. Đấy, thì sẽ tính những cái phương án có thể là hiệu quả nhất, ví dụ như mua xe rùa cho hai cái xe rùa chẳng hạn, để hai vợ chồng có thể, bởi vì là cũng chỉ toàn xuống dốc thôi. Đấy, có thể là xe rùa là vẫn tăng bo được. Có lẽ là sẽ tính những cái phương án như vậy. Thì trong cái tuần này thì Minh Hiếu sẽ cụ thể gặp Tuấn để trao đổi về cái phần kinh phí, xem là hiện tại kênh của cháu Tuấn là nhận được bao nhiêu, và sẽ có những cái quyết định làm nhà trong thời gian nào. Đấy. Còn cái ngày hôm nay thì Minh Hiếu cũng đã thông tin cho tất cả các bác biết được và em Cớ biết được nhá. Hôm nay là có những cái khoản này biết chưa? Biết. À? Biết. Có những cái khoản của các cô là gửi cho em xây nhà đấy. Là ban nãy anh vừa nói xong ấy. À, biết rồi đúng không? Biết rồi. Số tiền của em là hiện tại kênh của anh ấy là được hơn 31 triệu tí. 31 triệu hơn tí. Còn kênh của Tuấn thì chắc là Tuấn sẽ thông thông 73 triệu à? 73 triệu. À, thế là được 100 triệu rồi. 100 triệu là ok, làm nhà được rồi. Chi phí là vận chuyển là em phải tự túc hết, là không thuê nữa nhá. Đấy, thì là như vậy. Thì mình Hiếu cũng vẫn mong rằng là sau khi những cái video của em Cớ được lên sóng như thế này thì lại tiếp tục nhận được những sự trợ duyên của các cô các bác nhà hảo tâm cũng như là mạnh thường quân trong và ngoài nước, để có những số tiền để gửi cho em Cớ. Có thể là nếu mà được thì sẽ là một cái căn nhà hoàn thiện, không có thì cũng chỉ dành ở những cái phương án mà mình Hiếu đợt trước đã đưa ra ấy, là xây phần thô rồi là lập mái là để đảm bảo đó. Không có là cái mái nhà thì cũng rất là quan trọng, như
các cô các bác cũng đã xem những cái đoạn video của Minh Hiếu rồi, những cái clip của Minh Hiếu quay về nhà em Cớ rồi. Dột rất nhiều. Đấy, phải nói dột rất nhiều. Mùa này mùa mưa nữa thì nói chung là ngủ cũng không yên, nên là cũng phải có những cái chia sẻ giúp đỡ thì nó mới em Cớ mới có tiền để làm nhà được. Đấy. Thế, bây giờ anh hỏi một lần nữa là có còn thích làm nhà không? Thì mà. À, vẫn thích làm nhà đúng không? Thì mà. Vẫn quan điểm là thích làm nhà đúng không? À. Nhà này dột nhiều quá đúng không? Dột nhiều. Ừ, dột nhiều quá. Đấy. Như vậy thì trong tuần vừa rồi là Minh Hiếu nhận được những cái sự trợ duyên như thế của các cô các bác. Đấy. Thì bây giờ là em cảm ơn các cô các bác một câu nhá. Cảm ơn các cô các bác. Cảm ơn các cô các bác. Một câu gửi thiệt cho ấy cả. Ừ. Đấy. Nói to một tí nhá. Vâng. Học lớp 5 nhưng mà nói bé quá. Em Cớ là nói thực ra là có nhiều cô bác đang hỏi Minh Hiếu là tại sao là hai vợ chồng trẻ khỏe lại không lao động nọ kia, nhưng mà phải xem từ đầu, các bác phải xem từ đầu. Một số bác là phải xem từ đầu nên là mới biết được cái em Cớ. Em Cớ nhìn như vậy thôi nhưng mà không được thông minh lắm. Đấy, như kiểu là thiểu năng trí tuệ, nên là nói thì cũng không rõ ràng. Đấy, nên là con người không được thông minh mấy là như vậy. Nhưng mà em Cớ thì lại được cái là rất là nhiệt tình. Đấy, trong cái quá trình làm nhà xính Mỹ Minh thì hộ rất là nhiệt tình luôn. Có thể là có những cái còn san sẻ, chia sẻ với nhà xính Mỹ Minh luôn. Nên là em Cớ nhận được cái tình cảm đặc biệt của quý khán giả cũng như là các cô bác Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm là như vậy. Nên là hai nữa là cái ngôi nhà của em Cớ thì cũng xuống cấp trầm trọng, hỏng rất nhiều. Thì Minh Hiếu cũng với cháu Tuấn thì thông qua vào nhà cháu Xính ấy, thì cũng muốn kết nối rồi là chia sẻ giúp đỡ cái nhà của em Cớ. May mắn thì nếu mà được thì xây quả nhà mới cũng như nhà Xính Mỹ Minh. Đấy, để làm như vậy. Đấy, và ngày hôm nay thì cái video của Minh Hiếu vào đây thì cũng đã trao và thông tin cho em Cớ những cái tin vui như vậy. Đấy, Minh Hiếu chắc rằng là tin tưởng chắc chắn là trong cái tuần nữa, 2-3 tuần nữa có thể là có những cái sự trợ duyên của quý nhà hảo tâm, thì Minh Hiếu cùng với cháu Tuấn sẽ quyết định là lấy gạch, những cái phương án làm nhà và quyết định lấy gạch để cho em Cớ, hai vợ chồng em Cớ vận chuyển trước. Bây giờ cũng thu ngô xong rồi. Đấy, ở đây thì bà con thu ngô xong là cũng gần như là cái thời gian nông nhàn rồi. Đấy, không làm gì cả. Đấy, cũng có làm nhưng mà nó cũng, nói chung là không vất vả như cái thời điểm mà tháng 2, tháng 3 làm thời điểm làm nương kia, thấy bà con đấy vất lắm. Bây giờ bắt đầu thời điểm nông nhàn rồi thì sẽ có những cái quyết định hợp lý để cho em Cớ có thời gian chuẩn bị làm nhà dần dần và bỏ qua những cái chi phí mà phải thuê như kiểu nhà Xính Mỹ Minh. Đấy. Đấy. Thì các bạn thân mến, thông qua video này thì cho Minh Hiếu gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới các cô các bác Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm đã tin tưởng kênh của Minh Hiếu và gửi gắm những cái số tiền để xây nhà cho em Cớ. Đến thời điểm hiện tại thì Minh Hiếu cũng đã, ban nãy là Minh Hiếu đã thông tin rồi, là nhận được hơn 30 triệu đồng tiền quỹ xây nhà của em Cớ. Đấy, như thông tin của em Cớ bảo là kênh của cháu Tuấn là được 70 triệu nữa, thì số tiền đã được 100 triệu rồi, là có thể là quyết định làm nhà được rồi. Đấy, thì cái video ngày hôm nay Minh Hiếu xin phép được khép lại ở đây. Để thông qua video này thì xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi video của Minh Hiếu, và hy vọng rằng video này lên sóng tiếp tục nhận được những cái sự lan tỏa, những cái sự sẻ chia, gửi những cái số tiền, những cái viên gạch đến với em Cớ. Đặc biệt là trong thời gian tới em Cớ còn rất là nhiều việc. Cái việc quan trọng nhất là làm cái cam kết, làm hồ sơ để Mỹ quay trở lại trường. Còn Xính thì cũng chưa thấy có kết quả gì, thì Minh Hiếu có lẽ là sẽ có những cái sự tác động bên ủy ban xem nếu được thì là một cái điều tốt cho em Xính, cho cháu Xính được đi học. Cuối cùng là xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong thứ phim tiếp theo. Xin chào.